Hello, dạng xin mến chào quý vị nha Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh youtube kể chuyện Ngọc Family Channel Lời nói đầu tiên xin chăm được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha quý vị Ngày hôm nay em xin phép được gửi đến cho quý vị một cái mẫu chuyện à, vợ chồng Câu chuyện này nó rất là mặn Tại vì em nổi tiếng ở trên youtube là nhờ những kể những cái mẫu chuyện nói về những cái vấn đề à, gọi là vợ chồng á quý vị Chuyện ấy quý vị <laughs> Thì có nhiều anh em rất là thích và like rất là nhiều, ủng hộ, đăng ký kênh em rất nhiều Cho nên là ngày ngày hôm nay em tiếp tục phấn đấu về những cái chủ đề mà nói về chuyện vợ chồng Ở đây là mình chia sẻ theo cái góc nhìn những cái kinh nghiệm mà em có Chứ em cũng không có chắc chắn là em nói là có đúng một phần trăm hay không Đó, thì đây là những cái việc mà em suy nghĩ em có những cái kinh nghiệm nho nhỏ em muốn chia sẻ với quý vị nếu mà quý vị thấy em nói gì chưa đúng thì xin quý vị ủng hộ em giúp cho em có một cái lượt bình luận bên dưới nè để em hiểu thêm về những cái chuyện vợ chồng này tại vì em rất là đam mê rất là thích đó thì ai mà cùng có cùng sở thích giống như em thì nhớ đăng ký ủng hộ đón xem những cái clip của em như quý vị thì ngày hôm nay song song với những cái clip short thì bữa nay là em sẽ nói về cái chuyện vợ chồng này là nên đổ nước ở trong hay là ở ngoài <laughs> thì đây là một cái câu nói vui nhưng mà nó cũng thật ở trong đây tại vì chuyện vợ chồng á là mình có nhiều người nói nhịn mặn nhỏ này dăm này kia kể bởi chuyện bậy bạ xàm quý vị thấy không à, em năm nay thì cũng ba mươi ba mấy rồi à, thì cái chuyện vợ chồng thì người nào chẳng có thấy không mình ăn thì cái chuyện này chuyện bình thường thôi mình đói bụng mình cắt nước mình ăn thì mình ăn đâu chuyện vợ chồng thì bình thường xảy ra hàng ngày trên thế giới nè ai cũng vậy thôi đó thì em biết là những người mà xem video em toàn là người lớn không à cho nên là những chuyện này thì quý vị đã biết rồi đã từng trải qua rồi nhưng cũng có những cái chuyện mà mình cũng cần ai đó ngồi để san sẻ nói chuyện cho vui chút chơi thì ngày hôm nay em muốn ngồi đây với tư cách là một người bạn với quý vị và em muốn nói ra những cái vấn đề mà thầm kín à, ít ai mà nói ra cái chuyện này lắm đổ nước trong hay đổ nước ngoài đây <laughs> thì um, thường á mình thấy á, những cái à, cặp vợ chồng mà người ta nói là những cái vùng nào vùng sâu vùng xa đó quý vị, người dân tộc á thường là người ta sanh rất là nhiều con, coi như là có bao nhiêu trứng thì sanh bao nhiêu con mà họ sống với nhau rất là hạnh phúc. Nhưng mà khác cũng có rất là nhiều cặp vợ chồng mặc dù là có tiền của rất là giàu có nhưng vợ chồng họ không có hạnh phúc. Lý do là ở đâu? Mà có những cặp vợ chồng hiếm muộn Đáng lẽ họ lại không hạnh phúc Nhưng họ lại rất là hạnh phúc khi mà bị hiếm muộn như vậy Không có con thì cũng buồn thiệt á Nhưng mà họ rất là hạnh phúc mặn nồng trong cái chuyện vợ chồng Thì ngày hôm nay em xin phép nói theo cái góc nhìn là bản thân em Thì em nghĩ những cái người mà mình trước mắt mình nói về những người dân tộc ha Thiểu số ha Có những người đẻ 12, 13 người con luôn mà họ sống lúc nào gương mặt cũng tươi tỉnh mà có tướng phu thê nữa mặt đẹp lắm gọi là hạnh phúc từ ở trong ra ngoài đó nó, nó thể hiện lên gương mặt mặc dù là mình có con nhiều thì đông con nè thì nuôi rất là vất vả nè rồi nghèo đói nó cứ đeo bám nhưng tại sao họ lại rất là hạnh phúc bởi vì họ thoải mái không có cần phải ngăn ngừa cái gì trơn chọi cứ có làm sao để y nguyên vậy tự nhiên là tốt nhất tự nhiên là trên cả tuyệt vời còn gì bằng nữa đúng không ạ cho nên là lúc nào những cặp vợ chồng nào mà thoải mái nha, không có ngăn cấm cái bất cứ cái gì hết là ông chồng cũng vui vẻ mà bà vợ cũng phấn khởi, hấn hở, hai vợ chồng rất là hạnh phúc đúng không mà em nói đúng không mà. Con có những cặp vợ chồng à mặc dù là giàu có, có lẽ là giàu có thì vợ chồng hạnh phúc nhưng không, có tiền, có tất cả nhưng chưa chắc đã mua được hạnh phúc. Có tiền mình có thể mua được nhiều thứ nhưng có những thứ mình không thể nào mua được. À, ví dụ những cặp vợ chồng mà ta à, có tiền của làm ăn thành công nhưng mà họ sợ khi mà họ có con á thì à, có một hai đứa con thì được nhưng mà nếu có nhiều con thì họ không có đi làm được mất cái nguồn thu nhập rồi à, con cái á, thì họ muốn là phải chỉnh chu phải giáo dục đàng hoàng phải học trường quốc tế thế này thế kia cho nên là họ đặt ra những cái kế hoạch những cái quy ước trong cuộc đời của mình quá nhiều cho nên là họ phải ngừa thai khi mà một cái đời sống vợ chồng mà nó bị ngăn cản nhiều thứ rồi à, có những cái việc như là thì ngừa thai hay là mình ngăn không có cho có con đó quý vị thì cũng khoa học hiện nay thì có rất là nhiều cách nhưng mà nếu mà dùng cho phụ nữ á, thì có những cái loại thuốc dạng uống nhưng mà cái thuốc này á, thì nó nhiều khi nó làm cho người phụ nữ họ họ, họ có những cái thể trạng ban đầu dán mi nhon uống cái này riết mập mập quá như heo vậy đó cho nên là người chị em phụ nữ họ cũng ngại uống mấy cái thuốc này lắm thì chuyển qua người trong chồng thì ổng lại nói thôi Cái này anh không có thích tại vì nó không có tự nhiên Giống như bây giờ mình đeo cái bao vô bao tay đó quý vị Mình để mình làm cá đó thí dụ đi ha Thì mình tưởng tượng cái chuyện của ông ông chồng cũng y như cái chuyện mà làm bao cá vậy đó Bây giờ mình bỏ cái bao tay vô để mình làm cá Nghe không? Thì khi mà mình làm cá vậy thì lúc mà mình cầm con cá đó, nó không có được tự nhiên nó nó rớt lên rớt xuống rồi nó không có thoải mái nó không có gọi là uh, đỉnh điểm được cho nên là có nhiều người người ta không có thích cho nên là người ta đi ra đường người ta ăn bánh trả tiền hay là người ta đi ra đường mà người ta tìm được cái cái nguồn vui nhưng mà nó 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 khác với lại cái bà vợ nhà cho nên là à, lâu dần cái cảm giác mà vợ chồng sống không hạnh phúc với nhau mặc dù là có tiền có bạc nhưng mà họ không hạnh phúc trong cái game chuyện hôn nhân gia đình cho nên là đây là một cái điều mà em nghĩ rằng có nhiều bà vợ là coi như ngăn không cho đổ nước vô trong mà phải đổ nước ở ngoài đó đổ nước ở ngoài thì thì cái ông chồng không có giống như không có sung sướng được sung sướng được quý vị cho nên là à, xảy ra là gia đình đổ vỡ thậm chí là đi đến bờ vực gọi là phá sản ly hôn luôn quý vị chồng vợ nó nghiêm trọng lắm dữ lắm quý vị nhưng mặt khác có những cặp vợ chồng hiếm muộn à, nhưng mà họ à, thoải mái đổ vô trong muốn có nhiêu thì cứ đổ thoải mái thì khi mà mình à, thoải mái như vậy thì cả vợ lẫn chồng đều vui vẻ tại vì hiếm muộn mà đâu có sợ có con đâu tuy họ không có con nhưng mà cái đời sống vợ chồng của họ lúc nào niềm vui cũng phơi phới tại vì thoải mái không có bị ngăn cản đổ thoải mái đổ thoải mái có bao nhiêu cái chất gì thì cứ thải vô đó thành thử ra là không có bị ngăn cấm cái này cái kia giống như là cái người đàn ông họ cảm thấy vui người phụ nữ họ cũng cảm thấy quá là vui vẻ mặc dù là không có con hơi buồn buồn thôi tại được cái này mất cái kia bởi vì ông trời không cho ai tất cả cho này mất cái kia cho nên là cái chuyện mà em nói ngày hôm nay á đó tuy là nó hơi mặn mặn nhưng mà nó không biết là nó có đúng với thực tế hay không đó, nếu mà em nói sai cái gì thì xin quý vị góp ý cho em là xem thử em nói sai cái gì để em học hỏi quý vị ơi đó thì trong cái chuyện mà em nói đó thì có nhiều người nói là em nói nó mặn quá đó thành thử bữa nay em bớt bớt muối lại em lạc lạc cái nhưng mà nó cũng còn hơi mặn mặn phải không quý vị đó thì trong tương lai em sẽ nghĩ rằng những cái clip mà nói những cái chuyện này nó vừa hay mà nó vừa hữu ích nữa Đó thì em nói tám vui với quý vị Nếu quý vị thích những cái video của em thì quý vị nhớ comment bên dưới Hoặc là gửi thư qua cái đường email của em để mà gửi cho em những cái mẫu chuyện, những cái gì mà quý vị thích rồi em sẽ đem những câu chuyện đó để post lên kể lại để trên cái kênh của em cho cái kênh của em nó phong phú để mình có nhiều câu chuyện. Xin cảm ơn quý vị và xin chào hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Xin chào.